chúng ta ngày càng yêu mến và tin tưởng những sản phẩm làm đẹp tại Oriflame. Điều này không chỉ thể hiện qua những giải thưởng mà Oriflame Việt Nam chúng ta đạt được trong thời gian vừa qua, mà nó còn thể hiện cụ thể qua từng con số. Và tôi xin bắt đầu chia sẻ với các bạn những con số này bằng một con số trên màn hình. Có bạn nào đoán được con số trên màn hình là số gì không ạ? Ai trả lời đúng có thưởng? Bạn nào trả lời đúng có thưởng ạ? Đây là con số gì các bạn giơ tay lên ạ? Một bạn áo hồng đang cầm điện thoại màu hồng. Đúng rồi bạn á, mời bạn đứng lên. Đúng rồi, theo bạn thì 11.064.595 này là cái gì? Thấy được kia, chưa đúng. Dân số WNS chưa đúng. Tính chất chưa đúng. Bạn áo trắng một câu trả lời cuối cùng thôi, đúng rồi bạn ạ. Tổng số tư vấn viên, nghe tổng số là tôi giận mừng rồi nhưng mà không đúng. Cảm ơn bạn. Chính xác, đây chính là tổng số lượng sản phẩm đã được bán ra tại thị trường Việt Nam trong năm 2017. Đó chính là 11.064.595 đơn vị sản phẩm. Nếu như mà chúng ta chia con số này cho cả thời gian năm 2017 thì cứ mỗi phút tư vấn viên của chúng ta bán được 21 sản phẩm Oriflame. Mỗi phút 24 sản phẩm, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, Oriflame được bán ra tại thị trường Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem ở từng hạng mục thì những sản phẩm của chúng ta được yêu mến như thế nào và có sự tăng trưởng như thế nào tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên đó là dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể. Và trong năm vừa rồi thì dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể tăng trưởng cũng gần đến 400%. Và đây chính là dòng sản phẩm mà các bạn tư vấn viên mới rất là yêu thích, đúng không ạ? Tại vì đây là sản phẩm sao ạ? Có dễ bán không? Dễ. Rất là dễ bán. Những bạn tư vấn mới vừa mới gia nhập Oriflame thì chỉ cần bắt đầu làm việc với dòng sản phẩm này là có thể có được những điểm KPI cá nhân đầu tiên rồi. Và các bạn có đoán được là trong năm 2017 vừa rồi thì sản phẩm nào thuộc dòng chăm sóc cá nhân là sản phẩm SL mà bán chạy nhất không ạ? Dạ tám. Dạ. Hả? Kem đánh răng đó không ạ? Muốn xem có thể lớn đó chính là kem. Tổng số lượng kem đánh răng bán ra tại thị trường Việt Nam là 1.352.276 tuyến kem đánh răng. Các bạn có biết là dân số của cả thành phố Đà Nẵng này từ thành thị đến nông thôn vẫn chưa tới 1.300.000 người. Điều đó có nghĩa là nếu như mà bây giờ các bạn đi ra ngoài kia và gặp bất cứ người dân Đà Nẵng nào từ già trẻ bé lớn từ thành thị đến nông thôn, cứ tặng mỗi người một củ một tuyến kem đánh răng thì cũng không thể hết được cái con số này. Có tuyệt vời không ạ? Cùng đến cái hạng mục tiếp theo đó là hạng mục trang điểm. Hạng mục trang điểm thì trong năm rồi thì chúng ta cũng tăng trưởng đến hơn 100%, gần 140%. Và theo các bạn đoán thì sản phẩm trang điểm nào bán chạy nhất trên cuốn catalog của chúng ta trong năm rồi? Sản phẩm gì ạ? Phấn má hồng hả con? Gần đúng nhưng mà chưa đúng. CC cream đúng không ạ? Và câu trả lời đó chính là dòng son Fenugreek Acrylic Lipstick. Và trong năm rồi thì chúng ta bán được hơn 250.000 cây son. Cho hỏi là mỗi một cây son mấy chị phụ nữ sẽ xài trung bình trong bao lâu? Mấy tháng? Mấy tháng? 3 tháng đúng không ạ? Trung bình một cây son sẽ xài hết trong vòng 3 tháng nếu chúng mà mỗi ngày chúng ta đánh 3 lần sáng, đánh trưa, đánh chiều đó. Đúng không? Và trong khán phòng ngày hôm nay chúng ta có khoảng 2.100 chị em phụ nữ. Nếu như mà lấy hết con số 250.000 cây son này mà tặng cho tất cả mọi người phụ nữ trong khán phòng này thì phải đến 30 năm sau chúng ta mới xài hết số lượng son này. Có tuyệt vời không ạ? Vâng. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một danh mục hàng cũng rất là được nhiều người yêu thích tại Việt Nam, đó chính là nước hoa. Dòng sản phẩm tăng trưởng 228% trong năm vừa rồi. Và đố các bạn, chai nước hoa nào đóng số lớn nhất trong năm 2017 vừa rồi? Đi ạ. Bây giờ 1, 2, 3 chúng ta cùng nói nha. 1, 2, 3. Đó chính là Isetta. Và trong năm 2017 vừa rồi, sản
được đến gần 8 tỷ đồng. Một cái chó khóa con tôm có thể nào tưởng tượng được đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục tiếp theo, dòng sản phẩm tiếp theo, và đây là một trong hai dòng sản phẩm chủ lực trên quyển catalog của chúng ta. Đầu tiên đó là dòng sản phẩm dưỡng da. Sản phẩm dưỡng da, tại sao tôi gọi nó là chủ lực? Bởi vì đầu tiên đây là dòng sản phẩm có thể mang lại lượng doanh số lớn ngay lập tức. Và đặc biệt là khi mà các bạn có được những khách hàng dưỡng da, các bạn tư vấn cho họ thật là kỹ, họ mua về sử dụng và họ cảm thấy có hiệu quả, thì họ sẽ trở thành những khách hàng trung thành của các bạn. Khi mà họ sử dụng hết cái bộ sản phẩm chăm sóc da đó, họ cảm thấy hiệu quả, họ cảm thấy hài lòng. Bạn không cần phải gọi điện nhắc nhở để mời họ mua sản phẩm ở đợt tiếp theo, họ sẽ chính là người tìm đến bạn để đưa đặt hàng và mua tiếp để được sử dụng tiếp bộ sản phẩm mà họ cảm thấy vừa ý đó. Chính vì vậy, hãy tập trung vào dòng sản phẩm dưỡng da để chúng ta có được những khách hàng trung thành và dành thời gian còn lại cho những khách hàng mới. Trong năm 2017 vừa rồi thì dòng sản phẩm chăm sóc da tăng trưởng đến hơn 230%. Và đúng các bạn, sản phẩm chăm sóc da nào bán chạy nhất? Sản phẩm gì ạ? Novace. Khi mà Novace thì chúng ta có đến 5 bộ Novace. Novace Price of Life. Trong năm rồi thì chúng ta bán được đến hơn 14.000 bộ set. Bộ set một bộ 6 món chúng ta bán được hơn 14.000. Còn sản phẩm lẻ chúng ta đã được 158.264 sản phẩm lẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với dòng sản phẩm cuối cùng, nhưng mà lại là dòng sản phẩm quan trọng nhất. Đó chính là dòng sản phẩm Wellness. Trong năm đầu thì Wellness tăng trưởng đến gần 900%. Và tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì theo các bạn, theo kinh nghiệm bán hàng của mình và đội nhóm của mình trong năm rồi, các bạn nhớ là sản phẩm Wellness nào bán chạy nhất ạ? À? Wellness nào? Wellness Kids. Và Wellness Kids trong năm rồi bán được đến 839.817 hộp Wellness. Quá tuyệt vời. Và điều này chứng tỏ một điều là gì ạ? Các bậc phụ huynh tại Việt Nam đã ngày càng tin tưởng hơn vào một chế độ bổ sung dinh dưỡng để bảo vệ được sức khỏe cho con em của họ. Đó chính là Wellness Kids của Orifam. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Và để giúp cho các bạn có thể kinh doanh được hiệu quả hơn, tiết kiệm được thời gian và mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu và trọn vẹn, thì Orifam cũng thiết kế nên những bộ sản phẩm trọn bộ với một quy trình rất là đầy đủ, từng bước một rất là dễ nhớ, dễ thực hiện và mang đến hiệu quả cao. Trong năm rồi thì doanh số của những bộ sản phẩm chăm sóc da và bộ sản phẩm Wellness cũng tăng trưởng rất tốt như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình. Vậy thì nhân nói đến việc bán những bộ sản phẩm chăm sóc da thì các bạn còn nhớ là trong năm 2017 vừa rồi, bắt đầu từ tháng 5, chúng ta có cuộc thi dành cho những leader 21% trở lên có đội nhóm bán bộ chăm sóc da giỏi nhất. Điều đó có nghĩa là nếu bạn là leader 21% và bạn có doanh số của những bộ chăm sóc da này đóng góp tỷ trọng lớn nhất, cao nhất vào tổng doanh số chung của nhóm, thì bạn sẽ là người thắng cuộc. Ngoài giải thưởng hàng tháng tại Xin Nhắn, thì Orifam còn dành một giải thưởng cho người có tỷ lệ cao nhất thắng giải cả nước và dành một vé tham dự miễn phí kỳ hội nghị đại diện Seminar năm nay. Và đầu tháng 3 vừa rồi thì danh sách này cũng đã được công bố chính thức. Và người thắng cuộc chính là một leader đến từ Chi nhánh Hà Nội. Hà Nội đâu ạ? Chúc mừng các bạn đã có một đại diện là người chiến thắng cả nước trong cuộc thi Skincare Set Leader. Và trước khi mời người này lên sân khấu thì các bạn có thể được chiêm ngưỡng và lắng nghe sự chia sẻ của bạn, thì tôi cũng xin bật mí một chút xíu. Không biết có phải là tình cờ hay đây là cái hiệu quả mà những bộ set chăm sóc da mang đến, mà trước khi đến cái cuộc thi này thì bạn chỉ là một leader 21% mà thôi, hoàn toàn không có chân tách nào hết. Bạn bắt đầu tham gia vào cuộc thi này vào tháng 5 năm 2017, lúc đó không chân tách. Đến tháng 6 mà tập trung vào bán bộ sản phẩm chăm sóc da, đội nhóm của bạn cũng bắt đầu được bạn hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm bán bộ sản phẩm chăm sóc da. Đến tháng 6 bạn có một chân tách đầu tiên.